Phát biểu tại diễn đàn kinh tế Đông Á, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thẳng thắn chỉ rõ những ý đồ của Trung Quốc khi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Dư luận trong nước đặc biệt xúc động khi Thủ tướng khẳng định, chúng ta không đánh đổi chủ quyền để lấy hữu nghị viển vông và lệ thuộc. Tiếp tục kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 13, chiều nay các đại biểu Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra các dự án luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, thảo luận một số nội dung của dự thảo luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Mỹ vừa hoan nghênh quyết định ủng hộ và tham gia sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của Việt Nam. Cam kết này cho thấy thái độ của Việt Nam đối với việc ngăn chặn phổ biến các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, tăng cường an ninh và an toàn thương mại toàn cầu. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chấp thuận sử dụng diện tích cống hóa mương T6A thành công để làm chợ tạm trong thời gian thực hiện các dự án xây dựng chợ, trung tâm thương mại thành công. Hoạt động kinh doanh tại chợ tạm phải đảm bảo các điều kiện về an toàn, vệ sinh, môi trường theo quyết định hiện hành. Sáng ngày 23 tháng 5, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội thảo nhằm tìm giải pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số trước khi bước vào lớp 1, khu vực 12 tỉnh miền núi phía Bắc. Từ ngày 1 tháng 6, Bộ Tài chính quyết định áp trần giá sữa đối với 25 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi nhằm chấm dứt tình trạng giá sữa tăng tùy tiện. Mức giá bán buôn tối đa bị khống chế thấp nhất từ 10% đến 15% so với giá bán buôn trên thị trường hiện hành. Chương trình Vinh quang Việt Nam đã chính thức diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Năm 2014, chương trình đã bước sang tuổi thứ 11, vinh danh hàng trăm cá nhân tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau đây là một số bản tin thế giới. Người đứng đầu quân đội Thái Lan vừa tuyên bố đảo chính quân sự và nói quân đội hiện đang nắm quyền kiểm soát chính phủ. Quân đội cũng đã ra thông báo đình chỉ hiến pháp năm 2007 và yêu cầu các thành viên nội các chính phủ vừa bị lật đổ phải ra trình diện. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hôm qua đã bắn hai quả đạn pháo rơi gần một tàu chiến Hàn Quốc, buộc Seoul phải sơ tán các cư dân sống ở trên đảo Gyeongpyeong. Đáp lại, Hàn Quốc đã nã năm quả đạn pháo sang vùng biên giới phía Bắc ranh giới. Những ngày vừa qua, đụng độ vẫn tiếp tục xảy ra giữa lực lượng an ninh và phần tử ly khai tại một số khu vực miền Đông, khiến nhiều người thương vong. An ninh vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện, khiến nhiều dư luận lo lắng về khả năng Ukraine có thể tổ chức thành công cuộc bầu cử tổng thống. Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan hôm qua đã bày tỏ lo ngại về việc tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã ký giữa hai bên trong các cuộc xung đột tại nước này. Việc vi phạm lệnh ngừng bắn sẽ dấy lên những lo ngại an ninh nghiêm trọng. Nga đang có kế hoạch ký hợp đồng với Iran trong năm nay để xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện Bushehr của nước này. Đây được xem như một phần của thỏa thuận lớn, theo đó Nga sẽ xây dựng 8 lò phản ứng hạt nhân tại quốc gia Hồi giáo Iran. Liên quan đến vụ đánh bom khủng bố tại khu tự trị Tân Cương, cơ quan cảnh sát Trung Quốc vừa cho biết đã xác định 5 đối tượng nghi vấn thiệt mạng sau vụ đánh bom. Các đối tượng khủng bố sử dụng 4 xe ô tô để tiến hành đánh bom, trong đó hai xe đã bị thiêu cháy, hai xe còn lại tháo chạy. Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm nay đã kêu gọi Nga chấp thuận quyết định của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu để cuộc bầu cử tổng thống tại Ukraine diễn ra theo dự kiến vào ngày 25 tháng 5 tới. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Putin vẫn tiếp tục bày tỏ nghi ngờ tính hợp pháp của cuộc bầu cử này. Nga và Trung Quốc hôm qua đã bỏ phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết của Pháp về việc đưa chiến tranh Syria lên toán hình sự quốc tế. Những tranh cãi nảy lửa của Nga và Pháp cho thấy những nỗ lực đưa vấn đề Syria lên Hội đồng Bảo an để tìm giải pháp chính trị hiện nay vẫn là vô vọng.